Sau khi chúng ta đã phân tích combo xe 25 xài máy pha, máy xay đã qua sử dụng, thì combo xe 29 này sẽ xài máy mới 100%. Đó cũng chính là điểm khác biệt giữa hai combo xe 25 và combo xe 29. Hãy cùng Leon xem combo 29 có những tài sản nào và những chính sách hỗ trợ cho đối tác khi đăng ký triển khai là gì nhé. Trong combo 29 này, chúng ta vẫn sử dụng xe nhỏ cao cấp với tông màu vàng đen kết hợp, tạo sự thu hút từ xa 200-300m. Đây là điều đặc biệt quan trọng quyết định sự thành công của mô hình. Tông màu này sẽ không bị bão hòa trộn lẫn vào không gian. Ngoài ra, xe có những điểm gờ nổi, tạo điểm nhấn nổi bật so với các mô hình xe cà phê khác trên thị trường. Bên cạnh xe cà phê, chúng ta sẽ sở hữu máy xay không hay không với cơ chế tự động, tiết kiệm bột cà phê hữu dụng. Khi đưa tay cầm vào, bột cà phê sẽ tự xay, dẫn vào giỏ lọc. Điều này làm cho sự phân bổ cà phê tốt hơn và hỗ trợ kỹ thuật pha chế để chiết xuất. Bên cạnh máy xay, chúng ta sẽ sở hữu một chiếc máy pha giống như combo xe 25, nhưng mới 100%. Đó chính là dòng máy pha cà phê Gemini CRM 32B. Đây là một dòng máy pha chuyên để kinh doanh với công suất một ngày 100 ly và pha liên tục từ 20 cho đến 25 ly một giờ. Đây là một dòng máy pha cực kỳ mạnh mẽ, rất hoàn hảo để kinh doanh cà phê pha máy mang đi. Sau đây là các chính sách mà Leon sẽ cải thiện trong năm nay để hỗ trợ phục vụ cho đối tác kinh doanh cà phê pha máy. Mô hình kinh doanh cà phê pha máy mang đi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có chính sách mua lại 75% giá trị ban đầu. Đặc biệt, không trừ thêm khoản phí nào liên quan đến sử dụng máy móc hay là đánh tráo khái niệm, gây khó hiểu. Ví dụ anh chị mua combo xe, trị giá ban đầu 30 triệu, giá trị thu hồi 75% tức là lấy 30 triệu nhân cho 75% ra 22,5 triệu. Số tiền 22,5 triệu là số tiền anh chị sẽ nhận được. Đã thu hồi tức là Leon biết các thiết bị phải được sử dụng rồi, không trừ thêm với lý do này. Với mức hỗ trợ lên đến 75%, anh chị cứ mạnh dạn triển khai mô hình xe cà phê pha máy mang đi. Nếu có rủi ro thì Leon hỗ trợ rồi, không cần phải suy nghĩ thêm. Tránh việc thanh lý xe nhượng xe cà phê pha máy với giá rẻ như cho. Chính sách thứ hai, anh chị sẽ mua cà phê pha máy với chất lượng và giá cả hợp lý nhất. Leon Coffee với năng lực sản xuất mạnh sẽ đẩy giá cốt cà phê về 2.300 đồng cộng với phụ kiện thì giá vốn của một ly chỉ có 3.500. Nếu anh chị mua cà phê của đơn vị khác gần 200.000 thì rất khó để thành công cho mô hình này. Chính sách thứ ba, thủ tục dịch vụ tư vấn rõ ràng, bảo vệ quyền lợi tối đa lợi ích của đối tác. Thứ nhất, các tài sản đối tác mua ban đầu thuộc quyền sở hữu 100%. Riêng thương hiệu Leon Coffee, đối tác sẽ không sở hữu. Nếu trường hợp không hợp tác, đối tác sẽ chỉ cần tháo gỡ thương hiệu ra. Leon không thu hồi bất cứ tài sản nào. Thứ hai, Leon sẽ không ép buộc, ràng buộc đối tác phải lấy số lượng bao nhiêu hàng tháng. Thứ ba, hợp đồng là 1 năm. Nếu hết thời gian hợp đồng, đối tác đơn giản chỉ ký lại, không tốn thêm phí. Chính sách thứ tư, Leon Coffee sẽ bảo hành bảo trì cực kỳ chuyên nghiệp khi anh chị kinh doanh cà phê pha máy. Nếu đối tác muốn kinh doanh cà phê pha máy, hãy để công ty Leon đứng đằng sau bảo trợ. Máy móc nếu không biết cách bảo trì sẽ nhanh chóng giảm giá trị, trở thành một đống sắt vụn. Leon Coffee với dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, kéo dài tuổi thọ máy, tăng tối đa sự ổn định, hạn chế mọi rủi ro hư hỏng, tốt hơn rất nhiều so với việc tự làm hay tự ý đi mua máy. Chính sách thứ năm, Leon sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy, cách pha cà phê và pha những món nước khác. Không chỉ riêng về cà phê, Leon Coffee sẽ hướng dẫn thêm các món nước với quy trình pha chế không cầu kỳ. Thời gian pha chế cực nhanh chỉ từ 1 đến 3 phút, hương vị phù hợp với thị hiếu chung. Ngoài ra, trong thời điểm này, khi anh chị đăng ký, Leon Coffee sẽ tặng kèm theo 25 món dụng cụ đi kèm, bao gồm bảng hiệu, bàn ghế. Cam kết, anh chị không cần phải mua thêm thiết bị khi triển khai mô hình. Sau khi phân tích tài sản có trong combo và các chính sách hỗ trợ, nếu anh chị nào cần tư vấn, vui lòng gọi vào số hotline hoặc comment phía dưới, Leon sẽ liên hệ lại. Nếu thích video này, anh chị cho một like, một share và đăng ký kênh. Hẹn gặp anh chị vào những clip sắp tới.